Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Nếu chúng ta để ý kỹ Z1 với lại số thực, số ảo, Z1, số thực, số ảo, Z1, số thực, số ảo. Điều này chứng tỏ là mình sẽ đặt một cái cục số phức mới, vừa bao gồm Z1, vừa bao gồm số thực, vừa bao gồm số ảo. Như vậy, mình sẽ chọn cái cục đầu tiên, đó chính là Z1 trừ 9 trừ 12Y. Như vậy, mình sẽ đặt gộp lại luôn, hay được gọi là gộp số phức. Thì chúng ta sẽ đặt W là Z1 trừ 9 trừ 12Y. Như vậy, khi chúng ta gộp lại, thì chúng ta phải thêm bớt vào ở cục này và cục này. Bây giờ, đối với cục thứ hai, vì chúng ta sử dụng trừ 9 và trừ 12, như vậy trong trường hợp này, mình phải thêm trừ 9, trừ 12y. Sau đó mình phải cộng 9 và cộng 12y. Tương tự cục thứ 3 là cục này. Vì chúng ta đã thêm trừ 9, trừ 12y. Như vậy mình phải cộng vô cộng 9 cộng 12y. Như vậy đối với cục thứ hai chúng ta sẽ có 9 trừ 3 sẽ là cộng 6. 12y trừ 20y đó chính là trừ 8y. Như vậy chúng ta sẽ lắp cục này vào đây. Tương tự bên đây, 9 cộng 12, đó chính là số 21, 12y trừ 15, đó chính là số trừ 3. Như vậy chúng ta sẽ có như thế này. Sau khi chúng ta sẽ hoàn thành thêm bớt vào và chúng ta sẽ có một cục số phức mới sẽ như thế này. Chúng ta sẽ có Z1. Z1 mình đổi thành Z1 trừ 9 trừ 12y sẽ đổi thành W. Như vậy chúng ta sẽ có W trừ Z2 bằng số 3. Tiếp tục, cục này đã đổi thành cái cục ở dưới này. Như vậy chúng ta sẽ có là W cộng 6 trừ 8y bằng 7 trừ cho giá trị tuyệt đối của Z2. Còn cục dưới B này chúng ta sẽ đổi thành W cộng 2Z2 cộng với lại 21 trừ 3y. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ xét cái cục này. Đầu tiên chúng ta sẽ đẩy cái cục này sang bên trái. Thì chúng ta sẽ có cộng. Bây giờ mình sẽ sử dụng phương pháp tọa độ nha. W á, mình chọn tọa độ này là tọa độ A. Còn Z2 có sẽ là tọa độ B. Còn số 6 trừ 8y là khoảng cách từ A cho đến tọa độ C, có tọa độ là trừ 6, 8. Như vậy, mình sẽ vẽ hình ra cho dễ hình dung nha. Bây giờ chúng ta có W trừ Z2 có nghĩa là khoảng cách từ A cho đến B sẽ bằng 3. Và tiếp tục, từ W đến tọa độ C có nghĩa là từ A cho đến C cộng với lại khoảng cách từ Z2 chính là từ B cho đến 0 thì chúng ta sẽ có bằng 7. Tuy nhiên, nếu chúng ta cộng hết tất cả tọa độ ở đây thì ví dụ đây là tọa độ A nè cho đến tọa độ B nè. Còn đây là tọa độ A nè cho đến tọa độ C nè. Còn đây là tọa độ từ 0, góc tọa độ 0 cho đến tọa độ B. Thì chúng ta thấy rằng OB cộng với lại BA cộng với lại AC thì chúng ta sẽ có 7 cộng 3 là 10. Tuy nhiên, từ C cho đến góc tọa độ 0, ví dụ bên đây nè, từ C cho đến tọa độ 0 thì chúng ta thấy rằng độ lớn của nó chính là trừ 6 bình phương cộng 8 bình phương sẽ bằng 10. Trong khi đó cái này cũng bằng 10 luôn, mà bắt đầu từ O cho đến B, B cho đến A và A cho đến C. 7 cộng 3 là 10 và OC cũng bằng 10. Như vậy, nếu nhìn vào hình vẽ chúng ta có thể thấy rõ AB cùng nằm trên một cái đường thẳng. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm phương trình đường thẳng của OC. Như vậy chúng ta thấy rõ chúng ta có 0, 0. Còn C lại có tọa độ là trừ 6, 8. Như vậy chúng ta sẽ có phương trình Y bằng MX cộng B. Chúng ta thế số 0 vào thì chúng ta sẽ có 0 bằng M nhưng 0 cộng B. Như vậy trong trường hợp này B bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ còn Y bằng MX. Bây giờ chúng ta thế X bằng trừ 6, Y bằng 8 vào để đi tìm M. Thì chúng ta sẽ tính ra được M ở đây. Đó chính là 8 chia cho trừ 6. Và chúng ta sẽ có kết quả là trừ 4 chia cho 3. Như vậy, chúng ta có Y bằng trừ 4 chia cho 3X. Như vậy, vì mình đặt điểm A và điểm B là W và Z2. Như vậy, chúng ta sẽ đặt W thì chúng ta sẽ đặt A cộng với lại BI. B bây giờ mình sẽ đổi thành trừ 4 chia cho 3A. Tiếp tục Z2 mình sẽ đặt là C đi. Thì bây giờ C sẽ thành trừ 4 chia cho 3C. Y. Như vậy chúng ta sẽ có hai số phức theo biến của A và C. Tại vì dựa vào đây, nếu chúng ta thấy cái cục này là A, thì chúng ta sẽ có Y bằng trừ 4 chia 3A. Đó là cái vị trí này. Tương tự cho cục này luôn. Sau khi chúng ta đã biến đổi xong, bây giờ chúng ta thế cái cục này vào đây. Thì bây giờ chúng ta sắp xếp phần thực và phần ảo. Thì chúng ta sẽ có là A cộng C. Thì chúng ta sẽ ở đoạn A cộng 2C. Và chúng ta sẽ có 21. Còn phần ảo chúng ta sẽ có là, mình để cái Y ra bên ngoài nha. Thì chúng ta sẽ có trừ 4 chia cho 3A. Trừ 8 chia cho 3C. Và tiếp tục là trừ 3. Như vậy, khi chúng ta đặt căn bậc 2, thì chúng ta sẽ có như thế này. Đó chính là A cộng 2C cộng 21, tất cả bình phương. Bên đây là trừ 4 chia cho 3A, trừ 8 chia cho 3C, trừ 3, tất cả bình phương. Nếu chúng ta để ý kỹ nè, nếu chúng ta đặt M nhỏ bằng A cộng 2C thì chúng ta lấy cái trừ 4 chia cho 3 ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có A cộng 2C. Như vậy trong trường hợp này mình sẽ đặt cái cục này là M và cục này cũng là M. Như vậy chúng ta sẽ rút gọn lại thành căn bậc 2 M cộng 21 tất cả bình phương cộng với lại trừ 4 chia cho 3 nhân cho m trừ 3 tất cả bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ xét Fm thôi. Thì đó chính là cái cục này. Thì bây giờ chúng ta tách ra. Thì chúng ta sẽ có m bình phương cộng với lại 42m cộng với lại 441. Còn bên đây sẽ là cộng với lại 16 chia cho 9 m bình phương cộng với lại 8m cộng 9. Bây giờ chúng ta rút gọn lại thì chúng ta sẽ có số 1 cộng 16 chia 9 là 25 chia cho 9 m bình phương. Và chúng ta sẽ có 50m cộng với lại 450. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta biết A và B đều nằm trên cái đường thẳng OC, cho nên A và B sẽ có khoảng từ -6 cho đến số 0. -6 cho đến số 0. Như vậy, chúng ta đã đặt M bằng A cộng 2C. Như vậy, vị trí cao nhất, lớn nhất có nghĩa là chúng ta thấy số 0 vào đây. Số 0 vào đây thì chúng ta có M nhỏ hơn hoặc bằng 0. Và vị trí nhỏ nhất -6 đều thế -6 vào đây. Thì M sẽ chạy đến -18. Như vậy chúng ta sẽ có cái khoảng này để mình để xét. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta đạo hàm cục này. Thì chúng ta sẽ có 25 chia cho 9 2m cộng 50. Còn này là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Sau đó chúng ta cho F'M bằng 0. Thì cục này sẽ bằng 0. Như vậy M chúng ta sẽ tính ra được ở đây. Đó chính là -9. -9 nằm trong cái khoảng của này. Chúng ta chọn như vậy F-9, chúng ta thế F-9 vào cái cục phương trình này. Thì chúng ta ra 225. Tại vì chúng ta còn căn bậc 2 ở đây, cho nên min sẽ bằng căn 225. Như vậy chúng ta chỉ còn hai cái ngọn, đó chính là số 0 và -18. Khi chúng ta thế số 0 và trừ 18 vào thì chúng ta sẽ có giá trị lớn nhất. Nó đều có giá trị như nhau. Đó chính là 450. Như vậy mass ở đây bằng căn 450. Như vậy chúng ta thế hai cái số này nè vào đây. Và chúng ta chọn D. Và đây chính là cách giải. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.